Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, sự thật tuyệt vời về tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đầu tháng khấn trời, mùng 10 gặp may, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điềm báo nhắc nhở bản thân chúng ta, vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, các thầy tử vi đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 về vận trình của bản mệnh có nhiều biến động, khó khăn ập đến, tiểu nhân xuất hiện, vận đen đeo bám. Nếu quý anh chị tuổi Nhâm Tuất làm được điều này, thì sẽ cải biến được số mệnh, giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, giàu sang phú quý bùa vây, tài lộc ngút ngàn, giàu sang ba đời ăn không hết của. Vậy, cụ thể ra sao, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm được vận may, thì xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tuất cùng theo dõi luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xét về tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Những người tuổi Nhâm Tuất và thuộc mệnh Đại Hải Thủy cũng thể hiện sự yêu thích tự do cao, họ không chấp nhận sự ràng buộc từ công việc hay cuộc sống hàng ngày. Thay vào đó, họ luôn khao khát sự sáng tạo và thay đổi. Ngoài việc làm thường ngày, họ thích tham gia vào các hoạt động tập thể và khám phá những nơi xa xôi. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí, sớm xa gia đình từ thuở trẻ nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc. Sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh, trong làm việc họ rất chịu khó, chịu chi, quan trọng là được việc và các công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa. Họ là những người yêu tự nhiên nên họ thích cuộc sống tự do, bay nhảy, không có sự ràng buộc, ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Người này nếu có phúc thường nhiều tiền và có nhiều tài sản, là biển lớn nên trong kinh tế, thương trường rất xuất sắc, trí tuệ hơn người, nhanh nhạy khéo léo trong giao tiếp, giỏi kiếm tiền, tham vọng lớn nhưng kém phúc nên cần phải chú ý tới ngày tháng, năm, xem có hợp với tuổi của mình không thì hãy quyết định hành động. Cuộc sống của họ luôn luôn bị đe dọa vì bệnh tật và sự sống còn, cho nên tuổi Nhâm Tuất không được đầy đủ cho lắm về phần cuộc đời. Muốn được hoàn thành được chủ định, phải từ tuổi 40 trở lên mới có thể tìm được sự sống vững chắc cho cuộc đời, làm căn bản cho cuộc đời sau này. Gia đạo của nam mạng Nhâm Tuất không được êm ấm, yên vui vì những sự cố từ chính gia đình họ. Nếu biết nhìn nhận vấn đề và khéo léo ứng xử thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, công danh được tạo dựng bằng chính khả năng của họ, chứ không phải bằng con đường học hành và chỉ dừng ở mức khá, gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp. Nhưng may mắn được quý nhân giúp đỡ vượt qua, đến năm 47 tuổi hoặc 48 tuổi, càng có nhiều triển vọng và cơ hội khẳng định bản thân hơn. Tiền tài ở mức vừa đủ đã là một điều hạnh phúc với nam mạng Nhâm Tuất, vì họ là những người coi trọng đời sống tình cảm hơn bất kỳ thứ vật chất nào trên đời. Nữ mệnh lúc nhỏ may mắn, an nhàn, cuộc sống vui vẻ sung túc, gia đình hạnh phúc. Khi lớn lên ban đầu bước chân và xã hội, công việc sự nghiệp, họ gặp nhiều khó khăn. Trong cuộc sống có điều cản trở, khiến tài lộc không thuận, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân họ, đã có một chỗ đứng vững chắc khi còn khá trẻ.
Sau kết hôn cuộc sống có nhiều cải thiện, đặc biệt là tình cảm và tài lộc, cuộc sống gia đình yên vui đầm ấm, tuy có lúc xảy ra chút cãi vã, tranh chấp nhưng không có vấn đề gì, tình cảm giữa các thành viên vẫn rất tốt đẹp. Nữ tuổi Nhâm Tuất con đường công danh gặp khá nhiều trắc trở, thành tựu có nhưng không nhiều, về sự nghiệp, phát triển nhất là lúc ở độ tuổi trung niên, gặp được quý nhân tương trợ nên tài lộc nhiều, có vận may về tiền bạc. Nữ tuổi Nhâm Tuất hưởng thọ trung bình khoảng từ 68 đến 82 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì sẽ được gia tăng niên thọ. Công danh chỉ vào mức độ bình thường, chỉ có thể tạo công danh bằng năng lực mà không cần phải bằng học vấn. Phần sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất thời tiền vận có phần khó khăn vất vả, nhưng có thể vào tuổi 40 hay 48 trở đi sẽ gặp được nhiều may mắn hơn và mới có cơ hội tạo lấy sự nghiệp. Tuổi Nhâm Tuất thường tham gia vào các ngành như du lịch, vận tải, hàng hải, phóng viên, công tác ngoại giao. Một số người khác làm giáo viên, luật hoặc viết lách văn chương, lĩnh vực thủy hải sản, quán ăn, khách sạn, dung dịch hóa chất cũng có thể đưa họ tới thành công. Những người sinh năm Nhâm Tuất thường vất vả mới có cơ hội giàu sang, công việc mang lại may mắn, thuận lợi, phát triển được năng lực, tài năng của bạn chính là làm bác sĩ. Liên quan đến kỹ thuật, khoa học, triết học, những công việc này hoàn toàn phù hợp với khả năng, tính cách của chính họ trong cuộc sống. Bên cạnh đó, với một số người này thích các công việc ổn định, nhàn hạ như giáo viên, vị trí trong văn phòng, nhân viên, công vụ đều giúp họ có được tinh thần thoải mái. Trong chuyện tình cảm họ thường hay e dè, phải mất một thời gian dài họ mới có thể tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Đối với người yêu, họ là những người dịu dàng, tốt bụng, thích che chở chiều chuộng và làm hài lòng người yêu, giúp người vì trượng nghĩa, đấu tranh vì công bằng, trung thực với bạn bè, vui vẻ giúp đỡ người khác. Những người tuổi Nhâm Tuất thích hợp trong những mối quan hệ có sự cân bằng tốt, khi yêu họ là người cho, chân thành, dâng hiến và thẳng thắn. Tuy nhiên, họ cũng là người hay lo lắng và giàu trí tưởng tượng, khiến đôi khi họ rơi vào rắc rối. Họ cũng được biết đến như một người khá lạnh lùng và hay chỉ trích. Dù sao đi nữa họ vẫn luôn có mặt bên bạn suốt những thời điểm tồi tệ hay tốt đẹp. Tình hình tài chính của tuổi Nhâm Tuất có sự tiến triển tốt, càng chăm chỉ làm việc tích cực, có đầu óc nhạy bén, thì quý tuổi càng kiếm được nhiều nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ và đề cao lối sống tiết kiệm, giản dị. Ở độ tuổi 43, đương số nên đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, chỉ chi tiêu những gì cần thiết, lập quỹ dự phòng cho tương lai. Sẽ giúp cuộc sống Nhâm Tuất luôn an tâm, chủ động, thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Bản mệnh có gia đạo được vui vẻ, hòa hợp, việc chia sẻ, động viên, dành thời gian cùng nhau ăn bữa tối mỗi ngày giúp không khí gia đình thêm ấm áp, các thành viên trong gia đình gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe bản thân, hãy duy trì một tâm thế tích cực bằng cách ăn ngủ điều độ, vận động thường xuyên để đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trong cuộc sống. Những khi làm việc lao lực, mệnh chủ nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Thỉnh thoảng Nhâm Tuất có thể di chuyển bằng xe đạp hoặc thong thả đi bộ để tận hưởng cuộc sống tươi mới. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Nhâm Tuất thiên can Nhâm Thủy, địa chi Tuất Thổ. Theo phân tích ngũ hành cho biết, nhắc nhở bản mệnh chớ xem thường các cơ hội nho nhỏ, biết đâu nhờ đó mà bạn có thể đổi đời, bước vào cuộc sống như mơ đấy nhé. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch dự báo, bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc. Hiện tại bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy nhé. Nguyệt lệnh mộ chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy, những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi, thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc, mà còn là niềm vui của chính mình và của mọi người xung quanh. Tháng này cực kỳ thuận lợi cho những con giáp đam mê nghiên cứu hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng quá đặt công việc lên trên tình cảm nhé. Nếu không, đến khi bạn quay sang để chỉnh sửa khúc mắc trong chuyện yêu đương, thì sự nghiệp cũng phần nào đó bị trông tranh đấy. Tam hội xuất hiện cho thấy, tháng mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, bản mệnh hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh,
Mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau. Nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp Nhâm Tuất tuổi 1982 tháng 7 âm lịch. Phương diện sự nghiệp có cơ hội thuận lợi để phát triển công việc, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì từng chút, làm việc chuyên tâm. Kết quả cả năm sẽ thu về được thành quả như mong đợi, công việc đôi khi sẽ gặp một số khó khăn nhất định. Để giải quyết vấn đề, bản mệnh nên tăng thêm tri thức, mở rộng tầm nhìn, kết giao bạn bè, nâng cao trí tuệ của bản thân. Người có trí tuệ sẽ bình tĩnh đối diện với mọi thử thách, biến khó khăn thành thuận lợi, giúp tiền đồ ngày càng rộng mở hơn. Ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho con giáp vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo, nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu. Việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ kiên nhắc nhở bạn đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, điều này nằm ngoài khả năng của bạn. Trong mọi việc, bạn có thể đưa ra ý kiến, nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo, dù sao họ cũng đang tham khảo ý kiến, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của bạn nên bắt đầu đạt điều, nói xấu, họ thậm chí xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ, nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Người tuổi Nhâm Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. Xét phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 7 âm lịch. Tả phù giúp đỡ, chống đỡ lại các hung tinh, nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn, mà còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của người này trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Cửu tử bay về phương Đông Bắc, hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều, mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là con giáp rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm thu nhập mới trong suốt những năm qua, và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhờ biết chút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói, thời của bạn đã thực sự tới. Do đó hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học thêm cả về quản lý. Để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc, khuyên mệnh chủ nên đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Chỉ chi tiêu những gì cần thiết, lập quỹ dự phòng cho tương lai, sẽ giúp cuộc sống đương số luôn an tâm, chủ động, thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Xét phương diện tình duyên gia đạo tuổi Nhâm Tuất 1982, tháng 7 âm lịch. Cuộc sống đang ổn định hơn giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ ngoài, khái niệm. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá cũ rồi, bây giờ bạn cần tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia đấy. Những cặp đôi trong tháng này nên gia tăng thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân vì đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của cả hai. Càng trưởng thành bạn sẽ càng nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh, thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp bạn buông bỏ nó. Đôi khi không phải là họ tốt hay xấu, mà chỉ là tình cảm đã không còn được như trước đây nữa rồi. Người tuổi Nhâm Tuất nhớ rằng, điều quan trọng là đừng cảm thấy quá áy náy vì quyết định của mình, chỉ là cả hai bạn đã quá khác xa quan điểm ở nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì đáng sợ. Quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai, nhờ vào việc biết buông bỏ hiện tại đúng cách và đúng lúc. Xét phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 7 âm lịch. Thiên cầu hung tinh dự báo về mối họa liên quan đến thị phi không chỉ khiến con giáp tuổi Nhâm Tuất mất ngủ để xử lý, mà việc này còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 7 âm lịch khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ, thì hãy hoàn toàn thả lỏng. Tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn càng cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên, tháng này nhắc nhở con giáp tuổi Tuất nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn trong tuần. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng, như thế thì đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Hãy duy trì một tâm thế tích cực,
bằng cách ăn ngủ điều độ, vận động thường xuyên, để đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trong cuộc sống. Những khi làm việc lao lực, mệnh chủ nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Thỉnh thoảng tuổi này có thể di chuyển bằng xe đạp hoặc thong thả đi bộ để tận hưởng cuộc sống tươi mới. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Nhâm Tuất 1982. Ngày mùng 3 âm lịch. Ngày này là thời điểm thuận lợi cho những cặp đôi bạn vừa chấp nhận lời yêu. Khi mọi thứ vừa chớm nở, hai người hãy dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể. Ngày mùng 8 âm lịch. Bản mệnh có cơ hội gặp người như ý trong ngày này. Vì thế, nếu có cuộc hẹn nào phù hợp hãy mở lòng mình ra, xem cuộc gặp gỡ đó như là cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống của một ai đó. Ngày mùng 10 âm lịch. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định trong sự nghiệp sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính dồi dào. Dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy. Ngày 13 âm lịch. Con giáp này có thể biến thách thức thành cơ hội, khiến người khác phải nhìn nhận và đánh giá bạn dưới con mắt khác xưa. Thành tích bạn đạt được sau khó khăn cũng giúp bạn tự tin hơn. Ngày 16 âm lịch. Ngày này bạn có những đánh giá chuẩn xác, quyết định dứt khoát, mang về nguồn lợi nhuận đáng kể cho công ty, nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Ngày 26 âm lịch. Các mối quan hệ làm ăn được mở rộng, giúp bạn được chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển thêm trên những phương diện mà mình mong muốn từ lâu. Ngày 27 âm lịch. Bạn vốn là con giáp kiên cường, không để thất bại cản bước đến thành công. Vì thế nếu cứ mạnh mẽ tiến lên thì bạn hoàn toàn có thể tìm ra cơ hội riêng cho mình. Ngày 30 âm lịch. Xem ngày may mắn tháng của 12 con giáp, đồng nghiệp không chỉ hỗ trợ cho bạn rất nhiệt tình, mà còn quan tâm tới đời sống của bạn. Khi bạn bận việc là họ không ngại ngần giúp sức. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ dám làm, tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tính xấu, thì tuổi Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác thì đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng viển vông. Họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Theo tử vi trong tháng 7 âm lịch này, bạn không cần phải quá vất vả, nhưng vẫn gặp gặt hái được không ít thành tích vẻ vang. Bản mệnh được trao cho những quyền lợi mà bản thân xứng đáng nhận được, những nỗ lực của bản mệnh cuối cùng cũng có kết quả cụ thể, nhờ vậy mà tinh thần bản mệnh cũng vui vẻ, thoải mái hơn. Ngày hôm nay cũng sẽ có những cơ hội liên quan đến tiền bạc thu hút, bản mệnh được mời chào, đề nghị hợp tác làm ăn với những lợi nhuận vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên, bản mệnh cần giữ mình tỉnh táo để nhận biết đâu là khoản tiền bền vững, lâu dài, nắm được điều này bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn khi chi tiền bạc. Tuy nhiên, thời gian này có nhiều việc ảnh hưởng ít nhiều tới tình duyên của bản mệnh, dù vậy, bản mệnh cũng không nên quá căng thẳng. Tình cảm lúc thăng lúc trầm là chuyện thường tình, bản mệnh hãy coi đó là gia vị của cuộc sống, là những nốt trầm trong chuyện tình cảm để trân trọng hạnh phúc hơn. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang chủng, người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiên vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm đầu óc linh hoạt, thân thiện hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng lại được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của con giáp này khá thoải mái.
Tính tình người sinh tháng 5 âm khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao. Thường hay tươi cười nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Người này tư chất vốn thông minh, nhanh nhẹn, họ cũng giỏi thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống. Tuy nhiên, tháng 7 này lại dễ rơi vào cảnh hám lợi nhỏ mà quên đi đại sự lớn hơn. Tháng 7 này, vận hạn bắt đầu từ hạn tiểu nhân nặng nề, họ làm gì cũng trắc trở, trong công việc đặc biệt dễ bị người khác cướp công. Thu nhập của họ giảm sút trầm trọng, ngoài ra còn phát sinh ra những khoản tiền thất thoát khiến cuộc sống của họ rơi vào bế tắc. Tháng này chuyện tình cảm của đương số cũng không suôn sẻ, đôi lứa rất dễ tranh cãi xảy ra liên miên do sự hiểu lầm nên cần có sự bao dung, thấu hiểu từ cả hai phía. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết tiểu thử, xem vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này có thể thấy đây là người thông minh cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời của người tháng 6 âm khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ đề bạc nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao tự đại, không biết sống khiêm nhường. Bản mệnh là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào nhoáng nên chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu, bạn bè tuy nhiều nhưng không mấy thân thiết, con giáp này lòng tự trọng cao nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được gì. Người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều. Tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực gây dựng sự nghiệp, đến tuổi 35, 36 thì sẽ thỏa nguyện, khi 40 tuổi, mọi sự hanh thông, 50 tuổi, ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ, con giáp này là người có tài, có chí, không khuất phục trước khó khăn, đi đến đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành vui vẻ, đa sầu đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý trung nhân, dễ kết hôn muộn. Theo tử vi đây là khoảng thời gian tràn ngập niềm vui và may mắn đối với những người này. Về chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và bạn đời ngày càng sâu sắc hơn. Không những vậy, sự tương tác của con giáp này với đối phương dần trở nên thân thiết và giúp tình yêu của họ bền vững hơn. Đối với những người sinh ra dưới bản mệnh còn đang độc thân, họ sẽ có cơ hội gặp gỡ một đối tượng tiềm năng và có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài trong tương lai. Về mặt tài chính, con giáp này được cho là sẽ kiếm được lợi nhuận tốt nhờ những nỗ lực và kiên trì của bản thân. Đồng thời họ cũng nhận được một vài khoản tiền bất ngờ như lương thưởng, tiền lãi ngân hàng, lợi nhuận đầu tư. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi Nhâm Tuất có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ anh em giúp đỡ nhiều. Tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt bạn xấu, làm mẫu người hành động, vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh. Theo tử vi chọn đời, nữ mệnh đào hoa cực vượng, đi đến đâu cũng có người yêu kẻ mến, song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên, khí chất hơn người, có thể thấy là người cao sang quyền quý, đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Tử vi của 12 con giáp cho thấy bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ từ một ai đó, dù bất ngờ nhưng nếu bản mệnh cũng có thiện cảm với đối phương thì đừng vội từ chối. Hãy cho đôi bên cơ hội để thử trò chuyện với nhau, với người đã có đôi có cặp, hai người đã rút ra được bài học từ trong quá khứ, nên lúc nào cũng cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau. Từ đó, tần suất những cuộc cãi vã đã giảm hẳn, cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Thế nhưng, con đường sự nghiệp của bản mệnh lại không quá bằng phẳng. Có lẽ bản mệnh cần cởi mở hơn nữa trong giao tiếp với mọi người. Gặp khó khăn thì chủ động nhờ sự giúp đỡ, chớ nên cố gắng làm mọi việc một mình. Bước sang tháng 7 âm phải đối diện với nhiều mối nguy cơ, con giáp này nên chú ý đến mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi trong đó có kẻ xấu đang tìm cơ hội hãm hại bản mệnh. Vì thế, làm việc gì bản mệnh cũng nên tự lực cánh sinh, chứ không nên dựa dẫm vào người khác. Đặc biệt, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh cần kiểm chứng thông tin trước khi hợp tác với ai. Bản mệnh cần hiểu rõ con người đối phương, nếu có ý định xuất hành trong tháng này, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam, đây là hướng đi tốt, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. Cuối cùng là người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết tiểu hàn,
tuổi Nhâm Tuất sinh tháng Chạp mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phụ trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc, vì thế con giáp này không cần phải quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, tài lộc không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình, càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp, tới 27, 28 tuổi, sẽ gặp nhiều may mắn, khi 49 tuổi, dễ gặp chuyện nguy hiểm, người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên, tuy nhiên, không phải vì thế mà con giáp này ỷ lại. Người sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, chưa tới 40 tuổi đã vang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Trong tình yêu, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng, đánh mất lý trí. Nữ mệnh nên chọn người có gia cảnh tương xứng, nam tuổi Tý sinh tháng 1 âm hay tuổi Ngọ sinh tháng 3 âm là tốt, nhất nam mệnh nên lấy vợ là nữ tuổi Ngọ sinh tháng 8 âm. Vốn dĩ bạn luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kiềm kẹp của vận xuôi. Bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn, con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc. Bản mệnh đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt, chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh được thần tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về, bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng, với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn xảy ra những nỗi buồn bên cạnh những niềm vui, những khó khăn bên cạnh may mắn. Nếu chẳng may bạn gặp phải những điều chưa tốt cho cuộc sống, thì cũng đừng bi quan, phiền não, bởi vì cuộc sống luôn đặt ra những thử thách để bản thân vượt qua trải nghiệm và trưởng thành. Đừng oán trách số phận không may mắn với mình hay có nhiều người không tốt với mình, mà hãy xem họ như một nghiệp duyên để bạn làm điều tốt, tích phúc đức cho kiếp sau. 1. Thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất trong cuộc sống hàng ngày. Sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được, nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân, đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước, thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. 2. Tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quan khuyên bảo, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn, phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được, tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức, chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp, oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp, oán giận cha mẹ hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. 3. Xung đột với cha mẹ. Người bề trên, chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc bại lộc, vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có, mà tổn phúc lại nhanh, sự việc, nhân duyên, làm việc đều không thuận, nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ lập tức hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân, quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ, người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ, thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó sau này lớn nên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả, hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú, nói xấu xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. 4. Oán trời trách người, bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt, nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng. Làm việc không thuận, oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu như thế.
5. Khoe khoang, khoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ, cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. 6. Nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân. Ác nhân, hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu, Thái Sơn bất từ thổ nhưỡng, Hà Hải bất trạch tế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.